mã cây cho Chevrolet Captiva 2015. Đây, là mốt đây. Đó, Chevrolet. Đây là đang núp đầu là và đó là cái khóa cơ. Này rồi lên nút start up. Đây, khi các bạn để lỗ thì phải đạp thắng. Đạp một lần. Đó. Đây, tắt thì cũng đạp thắng. Ấn một cái. Đó. À, bây giờ tính năng đi ra ngoài lốc. Tắt rồi. Bây giờ tính năng đi xa. Lại gần tôi cũng bỏ. À đèn nổ từ xa đây. Lúc nào mà nó đèn nổ từ xa thì quay bên trong đây nhá. Đến gần thì cái dầu mót này ở lại gần thì cửa nó mới mở được. Đây là lốc bằng cơ, mình có thể bấm mở không này. Còn đôi còn lại mình cũng không phải bấm. Nó tự động đi ra ngoài là tự lo lốc. Đến gần tự lo mở. Đi xa tầm khoảng 3 mét thì nó lốc, đi gần khoảng 1 mét thì nó sẽ tự nó mở. Ok.